Chào tiểu thơ. Chào công tử. Nãy giờ chắc em gái của tôi đã làm cho công tử phiền lòng. Thưa không không, nhị tiểu thơ rất dịu dàng khả ái mà. Sáng nay trên đường đi lễ chùa trở lại, thiếp vô tâm đánh mất cành trăm. Vâng, trong đây. Thoa này bắt được khứ không, biết đâu họ phố mà mong châu về, nên nhặt được trăm tệ sinh phân dân khó xử. Nào ngờ đâu lại là trăm của người thiếu nữ láng giềng từng hội ngộ trong tiết thanh minh tạo mộ mới hôm. Chưa qua lại một đôi câu, nhưng đã thổ lễ chào nhau, tớ cũng đã sớ giao rồi. Thưa dân, chúng ta nên kết thân bầu bạn, vì hai nhà giáp ranh kề gần. Lòng chừng như đêm đông vụt sang, ngăn cách bóng chợt gần, cầu mây buồn chờ nắng. Nét quả câu thơ mong chờ hiền nhân tiếp dân, hiền lắm tuy kẻ tài sợ đâu dám lần mặt đùa dơ. Qua cửa khuê phòng thiếp dần lên trộm nhìn sang, tài máu đó tốt trần gian, sao còn để nàng nhung nhường. Tranh như rồng bay giờ nguyệt, cầm thanh tao trá tuyệt. Nhưng đâu sanh kịp ngôn hành dân, hay khúc chiêu quân bên Lam Kiều. Nhiều đêm trực dưới cầu, trông lên tầng gác nhỏ, nghe cung điệu xuất thần mà nao nao trăm mối. Người ta bảo nữ nhân mà càng đàn hay hát dối là càng bác mến trung chuyên, phần này e phải lên đến. Thà một sớm lên đến đời còn nhớ, hơn nghìn năm bàn bạc sống vô danh, đã đứng giữa trời sẵn không dựng thành đáp đuôi. Cũng nắng nót một nét son, dù chỉ là hạt bụi, chứ giá áo túi cơm đất chật thêm thừa. Tiết khai gian tầm thức giá ngàn xưa, nhen ánh lửa đêm ấm lòng. Chúc già ân cần mong manh ba chữ.